Tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất với chiều dài khoảng 35 mét, vùi lấp hoàn toàn một căn nhà bên đường. Do chính quyền địa phương đã chủ động di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nên vụ việc không gây thiệt hại về người. Ông Lành Văn Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chi Lăng cho biết, địa phương đang khẩn trương rà soát lên phương án khắc phục hậu quả mưa bão. Đối với khu vực sạt lở tại đường Văn Vỉ, chính quyền đã di rời 8 hộ dân với khoảng 30 người đến nơi an toàn, đồng thời vận động hỗ trợ ban đầu cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chúng tôi đã huy động thông tin người dân cảnh giác và cũng việc là chủ động di rời những điểm xung yếu, kiên quyết di rời cả người và tài sản ra ngay trong khi trời mưa to, bố trí vận động người dân ra ở những nhà người thân hoặc là hàng xóm để tạm thời là lánh nạn trong cái thời tiết mưa bão như này. Chúng tôi hỗ trợ khẩn cấp một gia đình là vùi lấp hoàn toàn 1 triệu đồng, hỗ trợ mì tôm và những cái vật dụng thiết yếu, quân tư trang và quần áo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo lên thành phố, đưa ra cái phương án khắc phục hậu quả sớm nhất để đảm bảo giao thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.